Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngay sau khi Bộ Y tế công bố có thêm một số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta, đặc biệt là có một công dân nhiễm COVID-19 tại Hà Nội không tự giác cách ly tập trung, khiến cho nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, thời điểm này, việc cần thiết là phải hết sức bình tĩnh và cần phải trang bị cho mình những kiến thức phòng bệnh, hiểu rõ về dịch bệnh thì mới có các biện pháp để phòng tránh dịch hiệu quả. Và ngay trong trường quay của chúng tôi lúc này thì xin được trân trọng giới thiệu tới quý khán giả và các đồng chí, Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y và đồng chí là lãnh đạo của một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học điều trị hàng đầu của quân đội và cả nước và đồng thời là bác sĩ về chuyên ngành hô hấp. Xin được chào Trung tướng ạ. Vâng, xin chào các quý vị khán giả. Và thưa Trung tướng Đỗ Quyết ạ, có thể nói là tại cái thời điểm này thì lo lắng là một cái tâm lý chung của rất là nhiều người. Bởi vì chúng ta vừa được biết là có thêm một vài ca nhiễm COVID-19 mới. Vậy thì tuy nhiên là để có thể phòng chống được bệnh thì người dân phải hiểu rõ về dịch bệnh này. Vậy thì đồng chí có thể đưa ra những cái khuyến cáo cho người dân vào thời điểm này. Thứ nhất là cũng rất chia sẻ với bà con về sự lo lắng. Cái thứ hai là chúng ta chỉ có thể phòng và chống dịch đúng khi chúng ta hiểu đúng về dịch. Chúng ta phải biết rằng là cái dịch viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 hay còn gọi là COVID-19 này, thì là lây theo đường hô hấp. Lây theo đường hô hấp có nghĩa là chúng ta sẽ hít phải cái không khí hoặc là các cái giọt bắn mà nó có chứa con virus đấy. Thì biện pháp phòng chống của chúng ta là chúng ta sẽ phải đeo khẩu trang. Nhưng mà phương pháp lây truyền thứ hai là bởi vì những giọt bắn do chúng ta ho, chúng ta hắt hơi nó sẽ rơi đọng trên cái bề mặt. Vì vậy khi chúng ta tiếp xúc với các bề mặt mà nhiễm virus đó, rồi chúng ta lại chạm vào miệng và mũi và vào mắt thì sẽ là con đường lây nhiễm của virus. Và đó là một trong những con đường lây nhiễm rất là quan trọng. Vì vậy chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải có những biện pháp là hạn chế việc tiếp xúc đối với các cái vật dụng mà ở nơi công cộng. Rồi là phải biết rửa tay. Và thứ ba là phải hạn chế không được cho tay của chúng ta lên những cái vùng niêm mạc, mặt, mũi, miệng, vân vân. Bộ Y tế đã quy định rất rõ là không nên đến những nơi tập trung đông người. Không nên đến tập trung đông người. Vậy bây giờ bà con đi đến siêu thị, đấy chính là nơi đông người. Đấy là nơi mà không gian nó hẹp, lưu thông không khí không tốt. Việc bà con xếp hàng lại đứng sát nhau mua hàng thì đều có thể hít phải nhau. Rồi bà con lại chạm tay vào các bề mặt của các vật dụng rất dễ mà bị nhiễm cái virus COVID-19 này. Vì vậy là chúng ta nên có một là đi mua sắm thông thái hơn và chúng ta có đeo khẩu trang, có khoảng cách đứng cách nhau trên 1 mét. Rồi là khi tiếp xúc với vật dụng thì chúng ta phải sát trùng tay. Thì có một điểm nữa cũng rất nhấn mạnh là chúng ta hãy để có nguồn kiến thức, chúng ta hãy đọc và tiếp thu các nguồn thông tin chính thống. Đó là từ các báo chí, rồi đó là của cổng thông tin của Bộ Y tế. Chứ chúng ta không nên đọc các thông tin trên mạng xã hội mà chưa được chính thống. Đó là thông báo rằng là những ca dịch mắc bệnh vượt quá cái con số thật. Bởi vì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói rất nhiều lần đấy, quan điểm của chính phủ chúng ta là rất minh bạch trong việc thông báo về tình hình dịch. Vì vậy bà con hãy tin, hãy đọc các nguồn thông tin chính thống đấy và không nên chia sẻ những thông tin mà không chính thống. Và những thông tin đó sẽ rất dễ gây ra sự bất ổn về mặt thông tin và như thế rất là nguy hiểm. Và như thế là chúng ta đang thực hiện việc không đúng trong việc phòng chống dịch. Vâng, như những gì mà Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đầu tiên mà người dân cần phải lưu ý đó là không được chủ quan trước cái diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên là đối với cái ca nhiễm thứ 17 ở nước ta, đó là một bệnh nhân trở về từ Anh và trước đó thì bệnh nhân này đã đi qua các vùng có tâm dịch và đã tiếp xúc với người nhiễm mà COVID-19. Tuy nhiên người này thì đã chủ quan và không có ý thức tập trung, ý thức cách ly tập trung và điều này thì đã gây cái sự nguy hiểm cho cộng đồng.
Vậy thì Trung tướng có thể chia sẻ rõ hơn một chút, đó là với những người dân mà trở về từ vùng tâm dịch thì cần phải có ý thức cách ly và kiến thức cách ly ra sao để có thể vừa giám sát sức khỏe của chính bản thân mình, tuy nhiên là cũng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tôi cho rằng là đây là một trường hợp rất đáng phê phán. Và thông qua những trường hợp như thế này thì chúng ta, mỗi cá nhân cần phải có cái, về mặt cá nhân chúng ta cần phải có trách nhiệm tốt hơn với cộng đồng. Mỗi chúng ta khi có người bạn, người thân hoặc người trong gia đình từ những vùng tâm dịch về, ngay lập tức chúng ta phải khuyên ngay là phải đến những cái cơ sở chuyên khoa để chúng ta khai báo về hành trình, về dịch tễ của chúng ta. Y tế sẽ khám, sẽ có những biện pháp ngay. Điểm thứ ba, tôi cho rằng là có một cái tâm trạng là sợ khai báo thì sẽ bị đi cách ly. Vì chúng ta đã biết là hiện nay chúng ta có rất nhiều các hình thức cách ly. Ngay cả cái hình thức cách ly tập trung, có nghĩa là từ tâm dịch về cách ly 14 ngày tại những cơ sở, những doanh trại của quân đội. Thì ở đó, chúng ta phải hiểu rằng là ở đó chúng ta được đảm bảo đầy đủ về tất cả mọi mặt, về điều kiện sống, ăn ở. Mọi người sẽ được phục vụ về chế độ ăn, mọi người sẽ được có những điều kiện chăn màn, ngủ nghỉ ở trong điều kiện rất là tốt. Có vô tuyến để xem, có văn hóa, văn nghệ, thậm chí là có thể dục thể thao, như là chúng ta đã xem trên vô tuyến, là có thể tham gia đánh bóng chuyền. Và với điều kiện tốt như thế thì mọi người lại có thể liên hệ được với gia đình bằng điện thoại, bằng các công nghệ thông tin, hoàn toàn có thể tốt. Mà chỉ sau có 14 ngày thôi là sẽ được trở về với gia đình, với cộng đồng. Với tất cả những điều kiện tốt như thế thì tại sao chúng ta lại phải sợ cách ly? Để dẫn đến một hậu quả là chúng ta vừa bị nhiễm bệnh mà không được điều trị kịp thời, rồi chúng ta lại là nguồn bệnh để gây cho cộng đồng. Tôi cho rằng là khi chúng ta đã ở trong cái vùng hoặc một cái khu, ví dụ như khu tập thể, có một người được nghi là nghi nhiễm, thậm chí là nhiễm, tôi khuyên bà con hãy tuân thủ theo tất cả các hướng dẫn, các quy định và các xử trí của cái khu vực của chúng ta đang sinh sống, và đừng đi ra khỏi khu vực đó khi không được phép. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết đã đến với trường quay và đã chia sẻ những cái kiến thức rất là cần thiết vào cái thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn.